Sao nằm xuống cho thả lên yên nào, xuống xuống nằm im, nằm im mà để ra ơ trật tự nào, để cho thả ơ nói nghe, tao cho ta ra đi. Đâu đâu cho tắm nắng này, hành nắng rồi. Đi đâu đây? Được đâu? Được. Được đây. Này cá tưng rồi. Nan đâu? Có đi không? Quá này hả? Từ từ. Đi không? Chơi không? Từ từ làm, từ từ không, bình tĩnh, bình tĩnh. Cứ bình tĩnh nào. Sướng. Tập này nữa. Lạnh. Nhốt suốt. Này ấm rồi, thả ra tí. Lâu lâu cho vận động. Bình tĩnh, bình tĩnh. Vậy đây, vậy đây. Nghe được ngày thả. Được hết rồi. Sướng. Ông này em chạy theo. Để thả mở cống lên cái là tìm mệt. Thì cái lồng như ngựa. Luôn toàn đi theo. Tập trung hết ra gác cổng. Rồi này, tiếp đón khách thì thôi rồi. Đi về này. Đi về. Đi về nhà. Đi về trong nhà ơ. Nhỏ nhỏ hết lên thế này.
Cái gì đây? Nằm vào. Vẹn đâu rồi? Vẹn. Đi về đây, ra làm gì? Tí nữa cũng chưa gì đòi ăn nhỉ. Chửa đói nhanh. Vàng đâu? Đang nuôi con. Này thả này. Ăn đi. Lấy cám cho anh nha. Chó này bây giờ nuôi như cái lợn. Tỉnh nào tôi đang lấy thôi. Đi. Đi ra đây. Tập trung nào. Đứng này. Cá tưng nào hết. Nào, nhìn này, nó theo này. Bình tĩnh nào. Chờ ăn trước. Chia nhỏ ra, nó đánh nhỏ chèn nhỏ ăn. Được đâu? Rồi ăn lắm cơ. Không thèm ăn. Rồi ăn vậy, không thèm ăn. Đây là con này nữa. Con này bao nhiêu cũng ăn. Nhanh chứ hả? Chữa cho nhiều. Ăn với con. Ăn không ăn lại lông nhông này. Đói ăn không ăn. Dạ con này ăn hết. Đi về đây nào, ra làm gì? Phân khu này. Này là vẹn. Bên này vàng. Xong thì nhanh đi.
Ăn xong hết rồi. Ui. Kinh điển. Anh hơi vừa chữa. Nhanh quá. Cái này bọn em siêu nhanh. Bán đấy. Cái gì đây? Ăn rồi kêu gì?